Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 21 tháng 4 và giới thiệu với anh chị chú bác mình một số cái sản phẩm hàng bãi Nhật đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Shop em có thu phí ship là 20.000 đồng cho một mã đơn hàng và nhận chuyển khoản 100% đi đơn anh chị ha. Em không có ship code cũng như là không nhận cọc anh chị nha. Đợt này thì em còn một số cái cà vạt, còn khoảng 1 2 3 4 4 5 cái gì nữa đó anh chị. Hôm qua thì đã hết rồi ha. Anh chị nào hôm qua mình chưa có mua được thì nếu mà mình thích những cái mẫu của hôm nay thì mình chốt luôn em nha. Và nó chỉ còn có nhiêu đây nữa là em hết của đợt này rồi. Đâu lâu em mới săn được một đợt cà vạt cho mình anh chị nha. Đây, cái này thì người ta sẽ có cái sọc như vậy nè. Đó. Mấy cái này là hàng hiệu hết anh chị và nó là hàng si, hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó không có cũ kỹ hay rách lỗi gì hết trơn á. Mình về mình giặt sơ sơn cái là mình xài được liền rồi anh chị ơi. Và mấy cái màu này thì thường em thấy nó sẽ đứng tuổi trung niên, nó không có trẻ nha. Tại vì cái bảng này nè nó sẽ to anh chị, nó không phải là trẻ trẻ như là tuổi trẻ hay xài ha. Cái em đang cầm đầu tiên này là của thương hiệu là Ungaro của Paris nè. Hiệu này mình cũng hay gặp ở túi xách đó anh chị. Ở mặt ngoài đó thì người ta làm cái này là cái màu người ta làm cái tông trầm chứ không phải là nó bị cũ nha. Rồi bên trong anh chị thấy cái phần lót nè, người ta có ghi chữ Ungaro Paris hết ở đây nha. Rồi cái này là người ta sẽ là may tay luôn đó anh chị. Nè anh chị thấy không, mấy cái vết này, mấy cái đường may này là người ta may tay dạng như hàng handmade á, mấy cái thương hiệu lớn á thì người ta sẽ giống như khăn á, nó giống như mấy khăn lụa cũng vậy đó anh chị. Những cái viền của khăn lụa thì càng thương hiệu lớn càng đắt tiền thì người ta càng là may tay thôi đó anh chị. Rồi ghi là 100% sole ha anh chị ha, son gì đó. Rồi Ungaro, còn cái tem này tem gì đây. Mấy cái hàng hiệu lớn này đó thì em bán giá là 220 nha anh chị. Cái bảng này cái chỗ bự nhất của nó sẽ được là 7.5 và cái độ dài thì anh chị yên tâm nó rất là dài ha. Anh chị sẽ chốt giùm em mã số là A69. Cái này giá là 220.000. Mã là A69 giùm em nha. A69 giá 220. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là em có một cái này. Cái này là họa tiết như vậy nè. Hôm qua em có cái họa tiết tựa tựa như vậy nè, mà hình như nó của YSL. Cái này của hiệu gì? Cái này cũng là của YSL luôn nè anh chị. Nhưng mà cái này cái màu của nó sẽ là cái tông màu xám hơn anh chị nha. Cái kia hôm qua thì nó cái tông màu nó xanh xanh hơn, còn cái này là tông màu xám như vậy. Nó cũng của thương hiệu YSL nè anh chị ha. Đây. Saint Laurent nè. Đây, YSL nè anh chị nha. Rồi, cái này thì cũng là dành cho các chú luôn, nó cũng to ha. Đây có một cái tem đó, cái tem nằm trong đây. Mấy này là hàng si hết nha anh chị, không phải hàng mới ken, nhưng mà nó được cái đó là hàng hiệu xịn ha. Những thương hiệu lớn mà mình ví dụ như nó có dính dơ đồ như vậy là mình về mình giặt sơ lại giùm em là mình xài ok rồi. Mấy cái này thì nó cũng dễ xài mà. Size ngang của nó sẽ được là 8. Cái này cái bảng nó to hơn cái kia chút. Size ngang là em đo cái chỗ bự nhất chỗ này nè, chỗ này hơi dính dơ chút xíu nha. Cái qua eo bình thường em cũng sẽ bán là khoảng tầm 220 nha, nhưng mà cái này nó hơi dính dơ, mình về mình giặt giùm em. Em bán cho mình với giá là 200, chốt giùm em mã là A70, giá là 200.000 nha anh chị. A70 giá 200. Bình thường á thì sắp em sẽ lên video vào 20 giờ hàng ngày nha, còn riêng thứ bảy chủ nhật thì tại vì có nhiều thời gian hơn, không có gói hàng đó, cho nên là lên được video giờ nào thì em sẽ up giờ đó và em sẽ thông báo trên Zalo ha. Rồi em có một cái này hàng hiệu của Kenzo, hiệu này là hiệu của Pháp luôn. Tông màu của nó đây, xin chờ. Mấy cái tông màu này tại là người ta làm cái màu trầm chứ không phải là nó cũ mà nó xuống màu đâu nha anh chị. Cái này mình phối đồ rất là dễ. Hàng hiệu của Kenzo Paris nè. Với này cũng có lót là người ta cũng ghi chữ Kenzo như vậy luôn ha. Rồi bản này cũng là cái bản to dành cho các chú luôn. Có tem ngay đây. Đó. Hàng xịn anh chị nha, vải rất là đẹp xịn và rất là dễ xài. Size ngang là được 8.5, em đo cái chỗ bự nhất là 8.5 ha. Chốt giùm em mã là A72, giá là 220. A72 giá là 220 cho cái cà vạt này của Kenzo. Rồi em có một cái này. Cái này là của đây. Cái này là hiệu Longchamp. Đây anh chị, cái này cái màu nó còn trầm dữ nữa. Nè, cái màu nó như vậy nha, cái logo hình long hiệu của Longchamp đây. Cái màu nó trầm tối nha anh chị. Nhưng mà điều mấy cái màu tối như vậy thì mình phối với áo sơ mi nó rất là dễ ha.
đó, màu trầm. Và anh chị thấy cái tông màu này thì nó không có trẻ đâu, nó phải trung niên hoặc là các chú mình xài á, chứ trẻ trẻ thì mình sẽ chọn những cái sản phẩm mà nó kiểu nó trơn á, còn họa tiết thì thường là các chú xài nhiều hơn. Size là 8.5 nè, cái này là hàng hiệu của Longchamp của Pháp. Đây, ở đây người ta cũng có cái tem hiệu bên trong này anh chị nha. Rồi, độ mới rất là cao ha. Cái này em bán cho mình với giá là 200 ngàn cho cái Longchamp. 200, mã số là A73. Do cái tông màu nó hơi trầm, em bán nhanh 200 luôn. Máy này là hàng C nhưng mà độ mới còn rất là cao và cũng không có lỗi lầm gì hết. Em có hai cái cà vạt này thì nó còn mới nguyên tem nè, nhưng mà nó không có phải là hàng hiệu của Pháp mà nó là hiệu của Nhật nha. Còn nguyên tem. Anh chị nào mình thấy thích cái màu này thì mình chốt giùm em nha. Đây nó còn tem như vậy. King & Queen hàng hiệu của Nhật đó anh chị. Giá người ta bán là 2.500 yên á. Cho cái này ha. Này. Rồi, mà nó còn mới nguyên tem như vậy đó anh chị, nhưng mà điều cái màu nó hơi sáng nha. Rồi, như vậy ha. Đó, tem Nhật ngay đây, hàng có hiệu luôn á, nhưng mà cái màu anh chị thấy như cái sọc này. Cái sọc này nó cũng cũng không có phải khó xài đâu anh chị ha. Nhưng mà nó hơi sáng và nó không phải là hiệu của Pháp mà nó là hàng của Nhật. Size chỗ này bự lắm nha, được 10 lận anh chị. Còn cái này thì nó màu cam. Made in China nha anh chị, hàng hiệu của Nhật nhưng mà được Made in China ha. Cái màu cam này cái size cũng bự luôn. Size 10 nha. Rồi bây giờ cái sọc này á, em bán 150 một cái nha. Mã là A71 cho cái sọc là 150 nè. Cái sọc này đẹp á. A71 nè, 150. Còn cái màu cam thì mình chốt giùm em mã số là A74. Chờ để em coi có bị nhảy mã không. Cái nãy là A71. Rồi cái này A74, màu cam A74 giá 150 nha anh chị. Rồi. Màu cam, hai cái này thì nó còn nguyên tem, hàng của Nhật nhưng mà được Made in China. Rồi, hết cà vạt luôn đó anh chị ơi. Anh chị hôm qua mình chưa chốt được thì hôm nay mình có thích thì mình chốt luôn giùm em mấy cái cà vạt đó ha. Rồi em có một cái ví, ví này là ví đựng thẻ của LV nha anh chị. Thì dĩ nhiên LV cái nào nó cũng có đồ cũ như vậy chứ nó không mới keng. Nhưng mà điều mình sử dụng được bình thường chứ nó không có bị rách nha. Nhưng mà nó không có có mới bóng bẩy đâu, hàng của Louis Vuitton Paris Made in France nè. Trên cái này nó mất nó không có mất nhưng mà nó có đồ cũ nha, và trên từng cái này người ta có dập luôn nè. Đó. Góc cạnh đây. Y hình nha anh chị, mấy này thì mình không có thể đòi hỏi nó cao hơn. Hàng si thì thường thường là nó còn rách hơn nữa, còn này nó đỡ rồi đó. Không rách như vậy là nó đỡ lắm rồi đó. Size là 10.5 nè, nhân với lại 5.5. Ví móc khóa LV, cái này em chốt cho mình với giá là 450 ngàn. Mã là A75, giá là 450. Mã A75 nha, 450 nha anh chị ơi. Hôm nay em còn định sale áo khoác nữa đó, nhưng mà không biết kịp video không. Kịp thì em lên tiếp nha, còn không kịp thì hẹn chị tuần sau. A75 giá 450. Em có một cái combo ví lông. Ví lông này là không có đựng vừa tiền, không đựng vừa thẻ gì hết trơn anh chị. Ở kiểu như bên Nhật người ta làm đựng tiền xu đó, nhưng mà mình không có xài tiền xu. Đó, da bò phó với lông thật như vậy nha. Nhỏ xíu 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 à. Chắc cô mình có thể đựng trang sức, hộp xoàn đồ này kia trong đây. Rồi, lông thật nha anh chị. Size ngang là được 7 nè, nhân với lại 6.5. Còn cái này là size 7 nhân 6.5 luôn. Rồi combo ha, em bán combo hai cái này với giá của nó là 180. Cho combo hai cái nha, 180. Mã là A76. Cô nào mà thích nhỏ nhỏ độc độc mini á, thì mình chốt cái combo này giùm em. Mẫu này á, thì không có dừa gì hết trơn nha anh chị. Mình để ví dụ như mình để trang sức thì được. A76 giá 180. Chứ còn mà để tiền hay để thẻ là nó không dừa. Tiếp tục nè. Em có một cái cốp này là da kỳ nhông màu xanh ha. Cốp kỳ nhông màu xanh nè anh chị. Đây. Cốp này để vừa thẻ ATM. Nó này là bằng phông cốp như vậy nha, da kỳ nhông kỳ đà. Mở ra bên trong thì người ta lót da như vậy ha, chính giữa lót vải. Ở với cái ngăn này lót da. Cái này đựng vừa thẻ ATM, tiền thì mình xếp gọn được giùm em. Size ngang là được 13 nhân với lại 7 cm. Cái này em bán cho mình với giá là 150 ha. 150, mã là A79. A79 giá 150 cho cái ví này. A79 giá là 150. Em có một cái cốp này là bằng vải luôn. Có cái cốp cũng bằng cũng tựa tựa như vậy đó, nhưng mà nó bằng vải nha anh chị.
Nè, nó là chất vải, nhìn sơ cái là biết hàng Nhật rồi. Đó, dành cho các cô mình đựng thẻ và đựng tiền thì mình phải xếp lại ha. Size là được 14.5 nhân với lại gần 7 cm. Bên trong là lót da. Cái lót da này nó hơi dính dơ chút nha anh chị, nhưng mà nó cũng không có lỗi gì hết trơn á. Rồi, cái này em bán cho mình với giá là 100 ngàn. Chốt giùm em mã là A80, giá là 100. Mã A80 100k cho cái ví này. Em có một cái ví Hunting Quốc nè anh chị, Hunting Quốc của Ý nè, vải phối với lại da. Cái này là hàng hiệu của Italy, vải nha, chỗ này vải hơi sờn. Cái này thì nam nữ xài được. Size ngang là được 11.5 nhân với lại 10 cm. Đó, da phối với vải. Ở bên trong đây á, thì là lót da nha, made in Italy ngay đây, Hunting Quốc. Có rất là nhiều ngăn như vậy anh chị ha. Rồi, ở bên đây thì có một cái ngăn để tiền xu, nhưng mà mình không có để xu thì thôi, mình muốn để gì mình để ha. Rồi, cái này sale cho anh chị với giá là 200 ngàn. Ví hiệu anh chị, 200, mã là A81, giá 200 cho cái ví Hunting Quốc nha. A81 giá 200 ngàn cho cái ví này. Rồi, tiếp theo, em có một cái túi cầm tay. Túi này là còn hộp luôn. Túi này là cái dạng của Nhật á anh chị, bằng vải của Nhật nè. Cái này còn hộp như vậy nha. Rồi, cho các chị các cô mình cầm, nhìn cái là mình biết hàng Nhật liền. Những cái này đó anh chị, khi mà mình có xem những cái bộ ảnh mà người ta đi du lịch ở bên Nhật á, thì anh chị thấy người ta chụp hình với kimono thì người ta sẽ cho mình thuê chung những cái túi vải như vậy, hoặc là cái túi hạt cườm đó anh chị, để mình xách mình mặc chung với kimono á. Cái này mình đi tiệc đồ các cô mình xách cũng rất là đẹp nha. Cái vải nó ánh nhũ và mới chưa có qua sử dụng. Form này là form cốp cầm tay, form dán sách tay, gọi là ví cầm tay chứ. Size là 23 nhân với lại 12, không có miệng cốp mà là cái miệng nó như vậy nha. Bên trong là lót vải nè anh chị, form hộp á. Cái form là mình biết hàng Nhật rồi, độ mới còn cao lắm nha. Rồi, cái này kích thước thì đo rồi. Anh chị chốt giùm em mã số là A82. Cái này em bán cho mình với giá là 200, bằng vải nha anh chị, nhưng mà rất là xinh, mình có thể mua tặng cho mẹ đồ cũng được á. 200 A82. Cái này thì nó hơi lớn tuổi, không có trẻ. Rồi, em có một cái túi này. Túi này để mình đựng mỹ phẩm cũng được, nó bằng da tổng hợp. Nó như vậy. Kéo ra. Size là được 20 nè, nhân với lại 17 nha anh chị, kéo là kéo như vậy. Đó, 20 nhân 17 ha, bằng da tổng hợp. 100 ngàn cho cái túi này để đựng mỹ phẩm nha, nhìn nó cũng lạ lạ xinh xinh mà mới chưa có qua sử dụng đâu. A83 100. A83 giá 100 ngàn. Một cái túi xếp gọn của thương hiệu Longchamp. Nhờ điều cái này thì nó không có mới. Đây anh chị, Longchamp ha, mình xách nó như vậy. Longchamp thương hiệu của Pháp nha. Và cái hiệu này thì họ bán rất là đắt. Và đa số là họ sẽ bán những cái túi gấp gọn, nhưng mà điều cái size túi gấp gọn này nó nhỏ, không có bự ha, thường thường người ta còn bự lên thêm nữa. Size ngang, cái này là em đã bung ra rồi nha. Size ngang là được 30 nè, ngang đáy là 20, cao lên là 21, độ dày là được 15. Trên đây có sờn nè anh chị, Longchamp hàng hiệu của Pháp nha. Ở dưới góc nó cũng sờn cái phần vải luôn. Nên là đựng được rất là nhiều đồ ha. Và hàng hiệu, chị nào mà săn hiệu mà mình ra đường mình thấy người ta cầm cái túi này là mình biết người ta đang xài hàng hiệu rồi. Rồi, từng cái khoen khóa nút dập hiệu hết nha. Ở bên trong là người ta sẽ lót là cái mặt trong của cái vải luôn. Đó, rồi cái này sale nhanh cho anh chị với giá là 200. Mã là A84, giá 200 ngàn, mã A84. Màu tím rất là đẹp. Phần vải thì đẹp lắm, nhưng mà có phần da nó hơi hơi sờn và cái góc nó hơi trầy trầy chút, mình xài thì vẫn vô tư thôi anh chị, không sao hết trơn. Cái túi du lịch này em sale cho anh chị luôn nè, để mai đi hàng. Túi này là hàng hiệu của Đức nha. Hàng hiệu của Einer của Đức anh chị, độ mới cao 90% cộng, hàng si nhưng mà còn tem tag đầy đủ hết. Nhưng mà qua thời gian, qua vận chuyển đồ này kia thì nó có những cái vết xước trên cái da ha. Size ngang của nó là được 36 37 đó, cao lên là 25, độ dày là khoảng 21 cm. Dáng này xách tay thôi, thương hiệu Einer của Đức nha. Thương hiệu này là niềm tự hào của nước Đức luôn đó anh chị, và của thời trang Đức á. Và riêng những cái sản phẩm túi xách thì họ lại made in Italy. Đây, made in Italy trong đây nha. Rồi, bên trong còn sổ luôn. Cái này em bán đang giá rất là tốt cho thương hiệu này nha anh chị. Em đang bán là 1550. Cái lót á thì nó sẽ có hơi hơi bị
ố nè, tại để lâu anh chị chứ không phải là qua sử dụng đâu. Cái này đang bán giá tốt so với thương hiệu này là 1550, và hôm nay em sale để ngày mai em đi đơn ha. Em sale cho mình với giá là 1.300.000. Chị nào bữa giờ đang để ý cái này thì mình chốt luôn anh chị nha. 1300. Cái da nó xịn dữ lắm. Mình có xài hàng da châu Âu rồi là mình biết cái da này nó rất là xịn ha. A85, giá là 1.300. Giá này là giá siêu sale đó anh chị. Rồi. Tiếp tục. Gloss Dun Hill nữa nè, Gloss Dun Hill này em cũng sale cho các anh luôn. Sale giá sốc luôn nè. Dun Hill khóa số hiện tại là nó 3 số 0. Đó, 3 số 0 nó có trầy như vậy nha anh chị, da nào da nấy thì nó dày cỡ này nè. Rồi bên trong là người ta lót vải ha. Dây thì mình muốn xài thì xài, không xài thì thôi, hàng Italy. Phía sau lưng nó nhăn nhăn như vậy nè anh chị, nhưng mà nó không có rách, không có lỗi hư gì hết trơn. Mình xài thì cũng vi vu thôi. Ở sau lưng này thì có ngăn nữa, lót là lót vải nha. Còn lót cầm tay hàng hiệu của Dunhill khóa số luôn. Size ngang là được 27 nè, cao lên là được 19. Cái này em sale còn 500 ngàn thôi anh chị, bằng như một giá da bò. Em sale cho hết hàng, ngày mai em đi đơn anh chị. A86 giá 500. Hàng về là em sẽ bán nó hết một lượt vậy đó anh chị, rồi xong rồi em khui hàng mới. Hàng mới vừa về hồi nãy luôn nhưng mà chưa có khui kịp cho bữa nay đâu. Ngày mai thì em sẽ chốt đơn gói hàng, nếu kịp thì buổi tối em lên hàng ha. Còn không kịp thì hẹn anh chị qua thứ ba. Một cái túi này là da tổng hợp nè. Khúc sau em còn những cái hàng khăn đồ nhiều lắm nè anh chị. Một cái da tổng hợp, vài cái mã túi ở đầu video trước ha. Da tổng hợp này form mình có thể đeo. Sách hoặc không có sách, có đeo thôi. 18 nè, nhân với lại 15 nhân với lại 7 cm. Dây nè, có hai dây lận nha, một dây bự, một dây nhỏ. Đó, bên trong rất là đẹp luôn, hàng của Comca Sim gì đó. Rồi, cái này đang bán là 400 và sale cho anh chị với giá là 300.000. Chị nào thích thì mình chốt nha. Hàng da tổng hợp nha anh chị, nhưng mà nó cũng rất là cao cấp nha. Và nó mới nữa. A87 giá 300. Mã là A87 nha, giá 300.000 cho cái túi này. Này một cái túi vải nè anh chị, túi này hàng hiệu nha. Ồ sao cái hình nó như vậy mà cái sản phẩm mình không có thấy cái cây ha. Đây anh chị. Trên cái hình á, cái hình của cái túi này thì mình có thể xài như vậy nè, gắn cái cây vô như vậy để kéo nè, nhưng mà cái sản phẩm nó về tay mình nó không có cái cây kéo nha. Nó chỉ có xách được như vậy thôi, còn cái cây kéo để em coi họ có dấu dấu gì bên trong không. Không thấy nè anh chị. Tức là em nghĩ là nó sẽ có một cái cây rời á, cái cây để kéo mà nó rời nha, nhưng mà về tới mình thì nó thất lạc đâu mất tiêu rồi. Nè nó đáng lý nó như vậy ha. Nhưng mà bây giờ mình xài cái túi này như mình xách tay như vậy thôi cũng ok. Hàng còn nguyên tác luôn, bằng vải dù, hàng của Nhật. Size là 40 nè, nhân với lại 33. Bên trong là người ta lót vải như vậy luôn nha anh chị, còn đủ tem tác này kia hết. Lưu ý là nó không có cái cây để mình kéo nha, cái này mình chỉ xách thôi, xách quần áo cũng ok. Em bán cái này cho mình với giá là 390. Mã số là A88, giá là 390. Rồi có một cái túi hạt cườm nè. Không, hạt này là hạt nhựa nó đính vô. Và bên ngoài thì nó có hơi dính dơ chút nha. Như vậy. Form cớp xách tay luôn nha anh chị. Form cớp xách tay hàng có hiệu đàng hoàng nha. Xách như vậy. Đó. Không có rách lỗi gì đâu nha, cái màu nó hơi dính dơ bụi chút. Size là 26 nè, nhân với lại 17. Dán mình xách như vậy, cái hạt đó là hạt nhựa nha anh chị. Em bán cho mình với giá là 220. Mã là A89, giá là 220.000. Mã A89 giùm em. Cái đó cái cốp dành cho các cô á. Rồi, một cái này là da bò dập vân đà điểu form cốp. Đây, da bò dập vân đà điểu nha, form cốp. Không phải đà điểu thật ha, nhưng mà ta dập rất là giống như đà điểu thật luôn. Rồi. Màu đen và độ mới rất là cao. Size ngang đáy là được 26 nè, cao lên là được 21. Độ dày của nó là 8 cm. Rồi, ở trong người ta sẽ lót da tổng hợp luôn. Cái này em bán cho mình với giá là 390. Mã là A90, giá là 390.000. A90 giá là 390 nha.
Lưu ý giá em báo là giá chưa có bao gồm phí vận chuyển, và nếu như mà anh chị có mua chung với những cái sản phẩm áo hay là mắt kính á thì những cái sản phẩm đó em miễn phí ship á, cho nên là khi mình đi chung á thì em sẽ miễn phí ship luôn. Rồi. Cái này. Mấy cái ví nè. LV nè. LV này nó giống giống cái kiểu với cái hồi nãy ví móc khóa đó anh chị nha. Cái này nó về trước, em đang sale chỉ có 300 ngàn thôi. Này, Louis Vuitton ha. Và chỗ này nó có hơi sờn như vậy, made in brand. Có đồ cũ như hình nha. Chỗ này nó có một cái vết nữa nè anh chị. 300. Size ngang á là được 19 nè, cao lên là được 10. 300 ngàn, mã là A911. A911 giá 300 anh chị ơi. A91 giá 300. Rồi tiếp tục. Này bán combo đi, 1 nè, 2 nè. Mấy này mấy gì đây? Rồi hai cái ví này 100 ngàn. Một cái là vải của Etro nè. Đó, vải của Etro bên trong nó hơi dính dơ, mình về mình giặt nha, tại nó bằng vải. Cái này da tổng hợp của Samatha. Ừ, đồ mới còn rất là ổn nha. Rồi, cái này 100 ngàn, mã là A92. Giá 100. Tất cả đơn hàng thì ngày mai em chốt đi đơn nha chị, phải em nhận chuyển khoản 100% đi đơn ha. A92 100 ngàn cho combo. Rồi, combo ví móc khóa nè, hai cái. Đấy, một cái này là của Burberry luôn nè anh chị ơi. Đây Burberry nhưng mà nó có hơi độ cũ một chút nha, nó gãy cái này nè. Rồi có viết chữ trong đây nè ha, Burberry of London. Đó, bên ngoài nó như vậy, bằng da, góc cạnh có sờn. Một cái, với một cái này là nó hàng có hiệu luôn đó. Hàng hiệu của nó là Toroi, nó như vậy. Nó cũng cả hai đều có độ cũ chứ không mới nha anh chị nha. Hai cái ví móc khóa này em bán cho mình combo này giá 200. Mã là A93 giá 200 ngàn. A93 nha anh chị, giá 200. Rồi. Tiếp tục. Ví Dunhill nè. Ví Dunhill này ví dài nha, ví Dunhill ví dài. Có độ cũ chứ không mới ken ha. Đấy, có độ cũ như vậy. Đó. Rồi. Made in England đây, nãy giờ em kiếm coi nó made in nước nào. Bên trong thì không có vấn đề gì hết, bên ngoài có độ cũ theo thời gian. Size ngang là 17.5 nhân với lại 9 cm. Cái này em sale cho mình với giá là 200. Mã là A94 giá là 200 ngàn. A94 giá 200. Rồi. Dường như là hết túi ví rồi đó, em qua tới những cái sản phẩm mà khăn, khăn mới về nên anh chị, khăn tròn nha. Trước khi giới thiệu khăn tròn thì em giới thiệu cái áo đi. Cái áo này á, hôm qua em có hai cái em chụp hình mà bán hết một cái rồi anh chị, còn cái này size L nè. Anh chị nào thích thì mình chốt giùm em, nó dạng áo khỉ, áo ghi lê á, nhưng mà nó không phải bằng vải dù, nó sẽ là bằng cái chất vải như kaki nha, cái này còn nguyên tác hết, ghi là size L. Áo này giống như mấy cái chú mấy anh mà hay mặc đi làm đi chụp ảnh đó, làm photo đó anh chị, thì hay mặc cái kiểu này ha, nhìn nó rất là nghệ thuật luôn. Mà cái này rất là mới nha, hàng chưa có qua sử dụng đâu, hàng sandal gì đó. Cái vai nè em đo được là được 40 nè, nhưng cái vai này người ta khoét nhỏ lên, còn cái chỗ bụng này nó tới 49 lần. Cái like cái từ chiều cao từ đây lên tới đây là nó được 58 nha anh chị. Cái này em bán có 100 ngàn thôi và nó rất mới nha. 100 ngàn anh chị chốt giùm em mã là A90, size người ta ghi là size L. Mình mặc khoác chung với áo thun á, nhìn nó rất là nghệ thuật nha. A95 giá là 100. A95 nha. Giá 100 ngàn cho cái áo này. Rồi. Em có một cái khăn tròn. Khăn tròn này thì nam nữ đều xài được hết, nhưng mà mấy cái màu này nó nhu á, nên là các anh mình xài cũng ok nha. Cái này hàng si. Khăn là bự lắm. Cái này hàng ghi có hiệu nha anh chị nha. Khăn này nó thiệt là bự luôn, hàng của Renoma luôn chứ, hàng hiệu này là của Pháp nha, nhưng mà cái tem đó là tem Nhật. Khăn này rất là to, các anh mình xài cũng được, hoặc là mình để trên xe đồ này kia đó, rồi hoặc là các chị mình đi du lịch đó mình tròn cũng được nha anh chị. Cái góc nó nhỏ quá mình không có xem hết được cái dáng khăn, rồi nó là hình vuông nha, hàng hiệu của Renoma nha anh chị ơi, nó như vậy đó, như vậy ha. Rồi để em đo cái cạnh cho anh chị xem cái hình vuông nè. Cái này nãy em đang là xếp 4 thì nó là được 2m4 lận nha, cạnh nó 2m4 anh chị. Họa tiết này rất là đẹp, nam nữ đều xài được hết, hàng hiệu của Renoma, rất là mới luôn ha.
Cái này em bán cho mình với giá là 220. 220.000 cho cái khăn này. Rẻ. Rất rẻ luôn á. A96 giá 220. Mấy cái mã khăn tròn lông thì đa số là em hết rồi. Anh chị nào có coi xem sao á thì mình ghi mã lại giùm em check ha anh chị ha. Còn video này thì nó là khăn tròn vải, khăn tròn len đồ này kia, chứ khăn lông là em hết rồi. Em có cái này. Này đúng chuẩn mùa đông luôn. À, nhưng mà điều nó như vậy nè anh chị. Nó ở cái đầu này là họa tiết nè, ở trên đây là họa tiết vuông vuông giống như của LV ha. Cái này là len thôi chứ không có hiệu đâu. Len len móc và nó là cái hình như vậy chứ nó không phải là bung ra gì nữa hết nha, nó vậy thôi nhưng mà cực kỳ ấm. Và cái họa tiết này các anh các chị đều xài được hết nha. Đẹp chưa? Do cái góc của em nó hơi nhỏ cho nên là em xếp lại để em đo. Mấy cái này là anh chị phối với đồ nào nó cũng vô chân. Tới mùa đông mình đi du lịch đó. À, khoảng tầm 1m6. Rồi cái bề ngang của nó sẽ được là 20. Đó. Màu nó trầm anh chị nha, phối với họa tiết như vậy. Rồi, cái này không có hiệu ha. Mã số là A97. Em bán cái này cho mình với giá là 150. 150 cho cái khăn này, mã là A97 giùm em ha. A97 giá 150. Rồi tiếp tục. À, em có cái này. Đây, cái khăn này người ta ghi cái chất liệu của nó là cashmere nha. Ừ, cái này nó còn túi đựng như vậy nè anh chị. Bên trong nó là một cái khăn màu màu cam sữa đất đất ha. Đây. Ghi là cashmere chứ không phải cashmere mà là cashmere ha. Made in Germany. Cái thương hiệu này là hôm qua em kia vậy em có cái áo Paradoxy đó anh chị. Thật ra thì em cũng không có, trước giờ mình không có mặc, không có tiếp xúc với những cái dòng chất liệu này. Nhưng mà đối với những cái sản phẩm áo khoác hoặc là khăn tròn mà các anh mình hay đi săn hàng Burberry rồi đó, những thương hiệu lớn đó thì người ta làm bằng cái thương hiệu này gọi là cashmere. Đó, thì nó sẽ là lấy từ cái lông tơ của cái con dê đó anh chị, rồi người ta sẽ dệt lên thành những cái sợi để mà người ta sản xuất ra những cái sản phẩm thời trang ha anh chị. Và nếu mà nó nguyên thủy của cái đó luôn thì nó rất là đắt đỏ, tại vì mỗi một con dê đó đó thì người ta lấy được rất là ít thôi, và hình như là khoảng 5 con dê mới là lấy đủ cho một cái áo khoác nha. Dĩ nhiên là cái đó là nguyên bản thôi, còn những cái sản phẩm thời trang mà mình hay mua, ví dụ như những cái khăn hay là những cái áo khoác rồi đó mà mình hay mua giá bình thường vài triệu rồi đó, thì là người ta sẽ có phối hợp với chất liệu khác, đa phần nó sẽ là len anh chị ha, người ta gọi là len cashmere đó, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn một chút nhưng mà người ta cũng có cái thành phần này cho nên là nó cũng giữ ấm tốt nha, và độ bền cao và giá trị cao anh chị nha. Cái khăn này nó nhỏ thôi, hàng được made in Germany. Khăn này khăn tròn, màu này thì nữ xài đẹp, anh nào thích thì mình xài cũng được thôi. Cái bề ngang của nó là được 29 nè. Cái chiều dài em không có đo phần tua rua ha, thì nó được là khoảng 1m3 đó, 1m3. Cái này không phải là đổ lông mà chất liệu này nó như vậy nha anh chị. Rồi cái khăn này em bán cho mình với giá là 280, hàng của Đức nha, 280. Chốt giùm em mã số là A98, giá là 280 ngàn. Mùa này thì đang miền Nam em đang nóng dữ lắm, không biết những miền khác như thế nào. Nhưng mà tại vì mình mua những cái mùa này á, thì nó mới có giá tốt anh chị. Còn mình đợi đến đúng mùa mình mua thì nó không có giá tốt đâu. Mà thật ra cái này á, mình đi đi du lịch đồ này kia mình quàng nắng cũng được, không sao đâu anh chị. Rồi, cái này màu đẹp nè, cái này các anh mình xài ok nè. Cái sản phẩm này thì nó bằng len nè. Đây có thương hiệu đây. Hiệu của nó là hiệu Hilton. Bằng len nha anh chị, đẹp quá. Cái này thì độ mới cao ha. Độ mới cao nhưng mà nó vẫn là hàng si. Đó, mình như vậy. Như vậy em xếp gọn để em đo hàng có hiệu. Nhưng mà không có ghi cái chứng nhận đó là cashmere đó cho nên là em bán khăn len thôi. Size ngang là được 27 nè, chiều dài không bao gồm tua rua đó thì nó được đó là 1 m hơn 1m2 chút. Nó cái này các anh mình xài cũng ok, các chị mình xài cũng được nè. Cái này em bán cho mình 180, 180. Cái màu rất là dễ xài và nó sang ha.
180.000 cho cái khăn này. 180 mã A99. A99 180. Ừ, cái này còn túi này. Cái này giống cashier lúc nãy quá. Ừ, tháo ngay đâu ta? Em tháo đại nha anh chị. Đây. Khăn này cái màu rất là đẹp, màu nâu nó tây dữ lắm nè. Ừ, đẹp quá, mới luôn nha anh chị, mới chưa xài. À, không có cái tem chất liệu cho nên là em bán như khăn len nha. Cái này nó giống với cái nãy lắm nhưng mà nó không có cái tem cho nên là bán khăn len nha, rất mới. Size ngang là 60, nhầm. Size này là size dài của nó sẽ được 1m3, size ngang của nó sẽ được là 31. Đó. Có tua rua ha. Rồi, cái này chốt giùm em, cái màu này đẹp quá. Mã là A100, em bán cái này cho mình với giá là 220. Mới đẹp luôn và cái màu rất tây, nam nữ đều xài được, tuổi nào cũng xài được hết. A100 giá là 220 cho cái khăn này. Rồi. Này, họa tiết thổ cẩm nè, còn bọc luôn. Bọc này chưa có tháo anh chị ơi, và em phải tháo ra để em lấy ra cho anh chị coi đo kích thước chứ. Cái bọc. Họa tiết này rất đẹp nha. Ui, cái này nó dài nha anh chị. Nó dài ha. À, ủa sao dài dữ vậy? Dài và à, cái này nó không phải là cái loại mảnh như cái kia, cái này là khăn nó to nha anh chị. Nè, nó to hơn ha. Rồi, màu nâu. Như vậy nha. Để em đo cái chiều dài của nó coi. Cái này chiều dài của nó được là 1m8 lận. Chiều dài là 1m8 nha. Còn cái bề ngang á, bề ngang này nó cũng bự, nó khoảng chắc 60 quá. Bề ngang này nó khoảng là 62 anh chị ơi. Trên đây màu nâu và ở dưới cái phần chân này thì nó sẽ là họa tiết như vậy. Rất là mới. Anh chị thấy em mới vừa tháo bọc á. Mới lắm. Cái này nam nữ đều xài được hết trơn. Chất liệu là bằng len nha anh chị. Đẹp quá. Cái đệm bán cho mình với giá là 230. Mã là A101. Mấy cái này họa tiết nó rất là độc đẹp anh chị nha. Mình mua để sẵn, bữa nào mình đi du lịch thì mình đem theo. Cái mình ra tới mấy điểm du lịch thì họ bán cũng giá cao ha. Và kiểu như nó đại trà đó, nó không có độc đáo, ấn tượng riêng cho mình. Rồi cái này là của cashier luôn nè. Cái này nam xài quá đẹp, các anh chốt liền cái này đi. Còn mới nha, mới xé bọc rồi. Đây, cái tem của nó đây. Cashier and wool len nè. Rồi mã của nó là C gạch TK 1850. Cái này nam xài quá đẹp luôn. Đẹp lắm nha. Các anh nên chốt liền cái này để dành mình đi du lịch nè. Bên này mình mua tặng cũng được tại nó mới lắm. Size của nó sẽ được bề ngang là 29 nè. Chiều dài á, là được 1 1350 á. Đó, 1m350. Đó, mặt trước thì nó màu sọc, mặt sau màu nâu, mình xài mặt nào cũng được anh chị. Cái đệm bán cho mình với giá là 280. Đẹp quá, xịn nữa. 280 ngàn, chốt dùm em mã là A102. 280, mấy này cái khăn mà cái chất liệu này nó mắc lắm nha anh chị. Này em bán, tại vì nó về chung một lượt á, em bán giá rẻ thôi. Chứ bình thường mình đi mua mấy cái hàng hiệu mà chất liệu này nó mắc lắm, không có rẻ đâu. Rồi tiếp tục nè. Một hai cái nữa hết khăn len. Em nhớ hình như nó còn về cũng còn một ít đó, mà tại em phui cái này em chưa có thấy nhiều. Em nhớ là em mua cũng còn một ít nữa. Cái này bằng len màu đỏ, đỏ hồng. Đó, khăn này cũng là dạng khăn mỏng, khăn len đi tạnh nha. Size ngang là được 26 nè, chiều dài của nó sẽ được có là 65, rất là mới luôn. Cái này em bán cho mình với giá là 220. Màu đẹp ghê ha. 220, mã số là A103. A103 giá 220 cho cái khăn này. Rồi. Xong, tiếp tục. À em có cái áo này nè. Áo này dành cho chị nào mặc size S hoặc là size M nha, size L là mặc bị chật nha. Em mặc không có vừa. Cái này á, cái này là áo phao phối với lại lông nha. Lông này hồi trước em bán có một số cái nó vậy nè anh chị, tức là nó có cái nút nè anh chị thấy không?
khi mà mình xài để mình gài vô trong cái áo phao như vậy nè, ví dụ như mình mua cái lông đó đó về mà nó không có nút mà mình thích kiểu vậy thì mình cũng có thể chế biến là mình gài vô trong mấy cái áo khoác dù của mình á để mình đi mùa đông ha. Còn cái áo khoác này là chuyên dụng xài mùa đông luôn, bởi vì bên dưới nó là có trần phao nha, mới lắm anh chị ơi, và bên trên đây là lông luôn. Mà điều á, cái này chị nào mà mình size S size M mới mặc vừa thôi, nó dài nha, để em đo. Đáng lý cái này là em phải có một cái góc quay nó cao lên mình mới thấy được hết nha. Tại sẵn nó đây em giới thiệu luôn. Cái chiều dài của cái áo từ cái lai cho đến cái cổ là được 75 nè. Cái vai đó thì nó sẽ là 40 nha anh chị ơi. Cái này áo nữ ha. Khoan khóa là còn sáng trưng luôn, khóa là khóa IKK. Cái này hàng hiệu xịn lắm, hàng có hiệu đây. Anisit gì đó. Đẹp quá chừng. Nhưng mà đều size tầm nè, người ta ghi size nè. Size em đo thử, em mặc thử thì L là chật, size M thôi nha anh chị ơi, size M hoặc là size S thì mình mặc cũng ok, tại mấy này nó có trần phao đó, đẹp và mới xuất sắc dữ lắm, kèm theo cái khăn lông bên trên này luôn. Cái áo này em bán cho mình với giá là 850, 850 nha, một cái duy nhất hả anh chị, 850. Chị nào đang du lịch chỗ lạnh hay là mình mua để dành ha. Mã là A104, giá 850, một cái duy nhất thôi. Rồi để coi còn gì đẹp đẹp là lạ độc độc không. Em có một cái mắt kính nè, mắt kính này của Nam còn hộp luôn. Kính này thì giá là 600, kính này là kính mát nha. Hộp đó không phải hộp của cái này đâu. Này là thương hiệu Renoma. Kính mát Renoma xuất sắc, mướt rượt luôn. Mình đeo mấy cái hàng hiệu này vô anh chị, mắt nó mát rượi luôn á. Mát cực kỳ nha, khác biệt lắm. Bởi vậy tại sao mà người ta thương hiệu lớn ta bán mắt mà người ta vẫn mua anh chị, tại vì nó khác biệt so với mình đi mua hàng thường nhiều lắm. Để Renoma trên đây ha. Rồi trên cái tem ở trên cái gọng này người ta cũng dập chữ Renoma đó. Cái này anh nào chú nào mình thích độc độc lạ lạ mình đeo, hoặc là nữ mình thích lạ mình đeo cũng được. Cái này giá của nó là 600.000, size ngang là được 13 600. Tặng cái hộp như hình nha anh chị, tặng cái hộp, hộp đó không phải hộp nguyên thủy của nó. 600.000, mã là A105. A105 giá 600. Bình thường em bán có 100.000 cái kính anh chị, hồi trưa này là em bán khoảng 200 mấy, 300 mấy anh chị ha. Nhưng mà tại sao cái này em bán 600 là phải nó phải VIP hơn nhiều dữ lắm nha. Nó mới giá 600.000. Rồi, đồng hồ á, đồng hồ đeo tay thì hiện tại em còn một cái tịch nót này là automatic nè, còn hộp này là hộp tặng kèm ha. Cái này giá 1,2 triệu. Mấy cái đồng hồ kia em hết rồi, còn có cái này thôi. Đây anh chị thấy là bên trong nó sẽ là ghi chữ tịch nót nè, automatic nè, cái ngày đây, tức là tại vì mình không có đem ra ngoài đó anh chị, cho nên nó còn nhỉ ngày hôm qua ha. Ở trên đây là nó có trầy tâm, có trầy gọi là trầy lông mèo, không có mới ken, độ mới khoảng có 82-85% tịch nót đây. Hiệu này cũng rất là VIP nha, và đối với đồng hồ automatic nữa thì nó cũng giá cao anh chị. Rồi phía dưới thì người ta ghi là mã của nó sẽ là SR3E0716. Rồi cái núm nè, từ cái núm này qua bên tới đây là được 30, 37, 38 gì đó nha anh chị nha. Rồi cái này giá của nó là 1,2 triệu, anh chị chốt dùm em mã số là A11. Hiện tại đồng hồ đeo tay thì em còn có cái này thôi. Anh chị chưa thích cái này thì đợi em đợt sau. Đợt sau em có về thêm đồng hồ nữ nữa, mà một hai cái đồng hồ nam gì đó đẹp đẹp. Đồng hồ thì em không có bán đại trà đâu anh chị, và cũng săn hàng rất là nhiều mới có hàng đẹp cho anh chị á. Đồng hồ đeo tay á, còn cái này là đồng hồ để bàn vào kim luôn cái tủ à. Hàng của Valentino. Đó, cái này gắn pin vô xài đồng hồ chỗ này ha. Còn mấy cái tủ này là để mình đựng trang sức nè anh chị. Đó, vậy nha, đựng trang sức, vòng vàng đồ trong đây. Chất liệu của nó là bằng mica, chứ không phải là bằng gỗ nha. Mica, cao lên đó là được 19 nè. Bề ngang này là được mấy đây, 15. Còn từ từ trong tường đi ra là khoảng được 17 cm. Rồi mình gắn pin rồi đó, mình gắn pin rồi đó thì mình gắn phía sau này nè. Mình tháo cái ốc này. Đó thì mình gắn pin nó bên trong anh chị ha. Để coi còn ngăn gì nữa không. Đây. Hộp nhạc đây.
Cái này là vừa làm hộp nhạc, mình vừa làm có cái gương soi luôn. Hộp nhạc. Còn chỗ này là để đựng trang sức. Cái âm nhạc này nó cũng xinh, cũng nghe hay quá ha. Mở lên thì nó kêu, đóng lại thì nó nghỉ kêu. Rồi anh chị chốt giùm em mã là A106. Và dĩ nhiên là trước khi gửi cho anh chị thì đồng hồ này đã test kỹ hết cho anh chị nha, chạy hết mới gửi nha. A106 cái này em bán cho mình nè, với giá là 750. A106 giá 750. Vừa là đồng hồ, vừa là hộp nhạc, vừa là hộp đựng trang sức luôn, hàng hiệu của Valentino luôn anh chị. Hàng si nhưng mà nó rất là đẹp nha. Rồi, em có một cái đồng hồ này nguyên khối gỗ nè, sale nhanh cho anh chị luôn, hàng hiệu của Citizen. Cái này là để bàn. Citizen. Size ngang là được 18 nè. Cao lên là được 20. Độ dày là được 7 cm, hàng hiệu của Citizen, là máy Nhật nha. Chỗ này nó bị oxy hóa nè, cái trên phần gỗ nó có cấn nhiều, trầy nhiều anh chị. Đấy, máy nó bên đây mất cái miếng ơn sao. Máy thì mình xài một cái pin trung, máy Nhật ha. Rồi, cái này sale rất là nhanh cho anh chị với giá là 250. Đó, 250, hàng Nhật nha anh chị. Mã là A107. A107 giá là 250 cho cái đồng hồ này. Rồi tiếp theo, cái này là nguyên một khối bằng kim loại luôn, của Citizen của Nhật luôn. Cái phần này thì nó có hơi bị oxy hóa nè anh chị. Rồi mình tháo cái này ra để mà mình để pin vô ha. Đây, tháo cái này ra để pin vô, nguyên khối kim loại cho nên nó nặng tay. Và nó có độ cũ của kim loại bị oxy hóa anh chị, để lâu nó oxy hóa chứ còn là nó chất lắm, gửi nó cũng hoài cổ dữ lắm. Size ngang là được 14 nè, cao lên này là được 20 nha anh chị ơi, ngang 14 cao 20. Cái đồng hồ này anh chị chốt giùm em mã là A108, em bán cho mình với giá là 390.000, giá siêu sale 390. Này bán sale xả kho anh chị, 390. Rồi tiếp tục, em có cái này, cái này là bằng mica, hàng của Seiko. Mica, hàng hiệu của Seiko ha. Mica này nó cũng có độ cũ luôn, để bàn lên chị. Đấy. Cái miếng này để em tìm lại, em nhớ lúc trước nó có mà kiểu mình quay tới quay lui đó. Nếu còn thì em gửi kèm nha, em vẫn bán giá là mất cái miếng này nha, mất cái miếng đẩy không. Nhưng mà em sẽ tìm lại, nếu còn thì em gửi cho mình ha. Đây bên trong máy Nhật nè. Rồi cái máy này đó thì là để xài cho cái đồng hồ. Còn ở phía bên dưới này nè, nó có một cái máy nữa. Máy này là xài cho cái quay quay này nè anh chị, ghim một cái gắn một cái pin vô cho nó quay nha. Trên cái phần mica đầu này kia nó có cấn nha anh chị, chứ nó không có mới ken ha. Rồi size cao lên là được 21, độ dày là được 9 nè, bề ngang là được 14. Cái này em cũng sale cho mình 250 thôi. Mua vừa xài vừa sưu tầm anh chị. Mấy hiệu này hiệu lớn nha. Citizen nè, Seiko nè, hiệu rất là VIP không à. A109 giá là 250. Mã này là mã A109, 250. Em có một cái đồng hồ này mới về. Đồng hồ này rất là đẹp, hàng hiệu nha, mà nó chất lắm. Cái khung bên ngoài này là giả gỗ, nhựa giả gỗ chứ không phải là gỗ thật nha anh chị. Khung này là nhựa giả gỗ nha, đẹp lắm. Độ mới rất là cao, nhìn nó chất vô cùng. Ở trên đây số là số La Mã nha. Và trên cái hình anh chị thấy có mấy con ngựa, con voi, đồ kiểu như cổ điển Pháp vậy đó anh chị. Cao lên đó là được 32, bề ngang đó là được 25, độ dày của nó sẽ được 14 cm. Rồi cái đó là mặt trước. Cái này mình gắn pin vô thì cái này nó xoay nè anh chị. Rồi gắn pin vô, mình mở cái này ra để mình gắn cái pin vô ha. Rồi gắn pin chỗ này. Rồi cái pin dưới đế nữa anh chị nha, tem Nhật ngay đây. Điều đặc sắc của cái này là nó nằm ở đây nè. Kéo ra thì mình để cho móc khóa, chìa khóa đồ ở trong đây. Ồ, mình nhìn sơ mai biết chỗ đó nó có để đựng đâu. Đó, bên trong này nha anh chị, đẹp quá chừng. Rồi. Cái đồng hồ này anh chị chốt giùm em mã số là A110. Em bán cái này cho mình với giá là 890.000. A110 giá 890 cho cái đồng hồ này ha. 890.000 thôi, giá quá rẻ luôn.
và nó độc đáo anh chị, mình kiếm cái thứ hai không có đâu. Rồi để em coi coi còn gì để em giới thiệu cho video này nữa không. À em còn mấy cái mâm để em sale cho anh chị luôn. Rồi cái đó là mã A110 mâm nè, mấy cái mâm em có một cái mâm mica này đang bán 200.000, nó sale cho anh chị cho hết hàng luôn nè. Mâm này bằng mica mỏng nhẹ nha anh chị, không có dày nha. Size được là 17 nè, cạnh nó 17 đó, cao lên là được 3.5. Đấy. Sale nhanh cho anh chị cái này 120.000. Sale này là sale hết hàng á. A111 giá là 120. A111 giá là 120.000 cho cái mâm này. Tiếp tục em có một cái mâm tròn. Cái mâm tròn này thì nó bằng gỗ quá anh chị, hàng hiệu của Nhật nha. Ở trên đây người ta lơ sơn một cái lớp sơn này nó chống thấm nước, cho nên là anh chị xài đựng có nước thì ok ha, không sao ha. Riêng cái này bằng gỗ dày lắm và người ta sơn bên ngoài như vậy. Size ngang của cái mâm này là được 34, cao lên đó là được 14 nha. Chỗ này nó có trầy trầy chút xíu nè. Chút xíu thôi anh chị ơi. Cái này đang bán 400 mấy đó, sale cho anh chị 300. 300.000, mã là A112. A112 giá 300. Còn cái này là cái mâm gỗ. Mâm gỗ, full gỗ khắc. Nhưng mà điều cái này thì không có sơn cái lớp như cái kia, cho nên là mình hạn chế nước giùm em ha. Để trang trí decor hay là đựng mấy cái đồ khô. Mâm gỗ nha. Bề ngang của nó sẽ được là 30. Bề dài là được 48 nha anh chị. Cái này là đang bán 550 và sale nhanh cho anh chị với giá là 450. Mã là A113. A113 giá là 450 cho cái mâm này. Rồi, em kết thúc video này ở đây anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái sản phẩm trong video này. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo thì em tiếp tục giới thiệu thêm hàng mới anh chị nha. Cảm ơn cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.